Alo, đây là phố chính của đường rẽ trái vào khu quy hoạch Hoàng Văn Thụ, sau đó rẽ phải vào đường Trần Phú của thành phố Đà Lạt này, không? Trời mưa phùn là đặc trưng của Đà Lạt, kẹt có những cây thông. Rẽ phải vào đường Trần Phú. Đây cái đường này là đường Trần Phú nha. Đường Trần Phú này là có nhà thờ con gà rất là nổi tiếng. Đi Đà Lạt là phải là đến nhà thờ con gà chụp tấm hình hay là tới chợ Đà Lạt. 300m nữa, tại vòng xuyến, tiếp tục đi thẳng để vào đường Trần Phú. Thờ con gà. Ở đây thì có những nhà lớn của các cơ quan á, công an này kia. Còn như mà chỗ Đà Lạt rồi này kia thì nó có nhiều khách sạn. Để quay tới nhà thờ con gà nha. Đây là đường Trần Phú. Qua đường này là tới nhà thờ con gà. Cái đường rất là rộng rãi. Ở khu này thì lại là mấy cơ quan nhiều, ngân hàng đồ này kia, bộ này, sở này này kia. Chứ không có lưu trú. Ông chả không nhắn tin. Sao đâu đó, sắp tới nhà thờ con gà rồi nha. Chưa? Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây.